Thưa quý vị, sáng nay 15 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dân hương tại khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, cùng dự có nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi vào sổ lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, bí thư tỉnh ủy chợ lớn, nay là tỉnh Long An, bí thư thành ủy Sài Gòn chợ lớn, bí thư xứ ủy Nam Kỳ và vợ là đồng chí Nguyễn Thị Một, nguyên tránh văn phòng xứ ủy Nam Bộ đã công hiến chọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có nhiều công lao, đóng góp to lớn cho phong trào đấu tranh cách mạng của các tỉnh Nam Bộ nói chung, tỉnh Long An nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời và sự nghiệp của cả hai đồng chí là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, sự hy sinh dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành với Đảng, với dân để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang khu lưu niệm đồng chí trương văn bang là nơi thờ phụng các nhà cách mạng kiên trung người đảng viên bền bỉ vì sự nghiệp cách mạng đây cũng là nơi giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương long an